chúng là con người này, con người kia. Rồi thường thì chúng ta luôn luôn là tạo nghiệp, chứ không phải là có cái khoảnh khắc chánh niệm hiểu biết để đi các pháp. Do đó mà chúng ta làm cái gì cũng chỉ dính mắc vào trong luân hồi. Mà luân hồi thì chúng ta biết rồi, không có cái gì cả ngoài những cái thân ô trược và không có giá trị. Chỉ là mấy cái thấy cái nghe rồi à, mấy cái tóc mà lông móng răng da, mấy cái tâm lương giá rồi à, cứ thấy rồi nghe, nghe rồi ngửi, ngửi rồi nếm, rồi suy nghĩ, rồi ngủ say, à, rồi à, tham dục à, và cứ thế rồi à, cứ sanh già đau chết, cứ chúng ta cứ viễn tưởng mãi vậy thôi à. Như vậy thì chúng ta học giáo pháp của Đức Phật để làm cái gì khi mà chúng ta cứ tiếp tục cái vòng sanh tử này thì thật là không có đáng. Giáo pháp của Đức Phật quý hơn như vậy rất 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 là nhiều. Khi nào mà chúng ta hiểu được những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, nó không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi, thì cái khoảnh khắc đó tâm của chúng ta dần dần sẽ xả ly được. Còn thường thì chúng ta học giáo pháp nhưng mà chúng ta toàn lối dài cho vô minh. Chúng ta tu tập thiền định cũng là đang tạo nghiệp, tạo nghiệp sanh tử thôi, chứ cũng không có cái gì khác cả. Vậy chúng ta thấy chỉ có con đường tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy nó mới là tối thắng thôi. Nên là Đức Phật dạy là tất cả cái gì đó mà chúng ta làm, cái việc gì mà hướng đến luân hồi nè, là nó không đúng với giáo pháp của Đức Phật đâu. Mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ rõ cái điều đó. Giờ con xin ngâm câu kệ số 53. Yathāpi puppāra simhaṃ kāyira nagākune bahuṃ evaṃ cate namacchena Nataphang nu sa satang bahung Yathapi pupara simhang Kariyana karimana gune bahung Ewang chate namachena Katapang ku sanang bahung Yathapi pupara simhang Kayirama nagune bahu ewang chate nachena katapang ku sanang bahu. Như từ một đống hoa nhiều chàng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Đó đây lác đác đầu cành, hái tìm từng đóa sâu thành chàng hoa. Chúng sanh giữa cõi ta bà, việc lành thu góp, kết tòa thiện tâm. Bản dịch của bản phổ thơ của Ngài Giới Đức à. Một lần nữa con kính đảnh lễ Chư Tăng và thân chào. Xin nhường mic này cho Phật tử ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu Kinh Pháp Cú số 53. Yathā pipuppara simha kayira mala gune bahum evaṃ chate namacchena katappaṃ kusalaṃ bahum
Như từ một đóng hoa, nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nó đây lác đác đậu cành, hãy tìm từng đó sau thành tràng hoa. Chúng sanh giữa cõi ta bà, việc lành thu góp kết tòa thiện tâm. Đó là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kệ. Yatha vipo phara simha kahira ma la gune bahung e quang chate namachena kata pang kusalang bahung. Yatha vipo phara simha kahira ma gune bahung e quang chate namachena kata pang kusalang bahung. Yatha bibo phara simha kajira mala gune pahum e wang chate nama chena kata pangkusalang bahum. Con xin hết. Kính mời cô tu nữ tuệ duyên tiếp theo ạ. Dạ, sa thú lành thai, dạ kính chư anh đại đức. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ, chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số 53. Dạ, cảm ơn huynh và thành á. Dạ tha bi bút phát ra sim ha ca y ra ma la gu ne pa hu e wang cha te nam ma che na ka tap bang ku sa lang ba hung. Dạ tha bi bút phát ra sim ha ca y ra ma la gune ba hu e quang cha te na mat che na ka tam bang ku sa lang ba hu ya tha bi bup pha ra sim ha ca di ra ma la gu ne ba u e quang cha te na mat che na ca tap bang ku sa lang ba u giác ta bi bup phát ra sim ha ca di ra ma la gu ne Pahu e wang cha te mắt các tầng như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đó đây lác đác đầu cành, tìm từng đóa sâu thành tràng hoa. Chúng sanh giữa cõi ta bà mình thu góp kết tòa thiện tâm. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Và bây giờ thấy chị Lạc Lê. Dạ, kính mời chị Lạc Lê. Dạ, con cảm ơn cô Tiểu Duyên. A Di Đà Mô Sang Khai và Minh Hạnh, con kính đại lễ. Con kính lễ Tiểu Duyên và con kính đại lễ cho Đại Đức Tăng mà con cũng chưa thấy mà biết. Mến chào tất cả Phật tử, con xin đọc cái câu kệ số 53. Dạ, cảm ơn chị Đàn Đông đã dường cho Tâm Hương. Giá tha bí búp phá ra sim ha kari ya ma la gu ne pa ho e vang
cha tê nam mát chế nà cát ta bằng cú sa lăng ba hầm giá thà bí bức phá ra xin hà cá rí già mà là u nề ba hồ e vàng cha tê nà tê nam mát chế nà cát ta bằng cú sa lăng ba hầm. À, như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự, và đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đó đây lác đác đầu cành, hái tìm từng đó sau thành tràng hoa, chúng sanh giữa cõi ta bà, việc lành thu góp kết tòa thượng tâm thiện tâm. Và đó là phổ thơ của Ngài Dưới Đức ạ. Và tha pi pup ba ra sin hang ca ri ya mang la gu ne pa ho e vang cha te na mat che nang kan tam pang ku sa lang ba hum và tha bi bấm bà ra sinh ha ca ri ya ma la gu ni pa ô e bấm cha te na mát che na căn tâm ban cu sa lâm ba hâm và tha bi bấm bà ra sinh ha Kariyama la ku nipa ho evam cha te na mat che na kan tam ban ku sa lang ba hum. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện việc. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, đó đây lác đác đầu cành, hái tìm từng đó sau thành tràng hoa, chúng sanh giữa cõi ta bà làm việc lành thu góp kết tòa thiện tâm. Và kính cảm ơn các vị đã lắng tâm nghe tâm phương, và sau kế tiếp là mời chị Đặng Đông ạ. Alo. Dạ, alo. Sa thú chị Lạc Lê, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 53. Ya tha pi up pha ra sim ha ca di ra ma la gu ne ba hu e quang cha te na mat che na ca tap bằng cô sa lằng ba hùng. Ya tha pi up pha ra sim ha ca di ra ma la gu ne pa hu e quang cha te na mat che na ca tap bằng cô sa lằng ba hùng. Ya tha bi bốc pha ra sim ha ca di ra ma la gu ne pa hu e quang cha te na mat che na ca tap bằng cô sa lằng ba hùng. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Ya tha bi phục phá ra xìm hà ca di ra ma la cu nề ba hù thề quang cha tề na mắt chề na ca tập bằng cô sa lằng ba hùng. Đó đây lác đác đầu cành, hái tìm từng đóa sau thành tràng hoa, chúng sanh giữa cõi ta bà, việc lành thu góp
kết thiện tâm, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức, Tuệ Nhẫn Đại Đức, Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 53. Giá tha phí út bá ra sim ha. Cá dí ra ma la vú nê pá hù ê quăng cha tê ná mát chê ná cách tát băng cú xá lăng pá hùm giá tha pí bút pá ra xí xim ha cá dí ra ma la vú nê pá hù ê quăng cha tê ná mát chê ná cách tát băng cú xá lăng pá hùm giá tha pí put pa ra sim ha cá dí ra ma la vú nê pa hù ê quăng cha tê ná mát chê ná cát tát băng cú xá lăng pa hùm như từ một đống hoa nhiều tràn hoa được kết cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Đó đây lát đát đầu cành, hai tìm tường đó sau thành tràn qua, chúng sanh giữa cõi ta bà việc lành thu góp, kết tòa thiện tâm. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và dạ, Cẩm Vân đã ôm ngoài xong. Và dạ, mến mời bàn tay của huynh Quách Thánh Á. Sa thú lần tay xích Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, lão pháp và chư tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Con xin được kể kinh pháp cú số 53. Yathapi pupara simha kajira maragune bahu ewang chate nama kena katta bangku salang bahung yatapi pupara simha kayira maragune bahu ewang chate nama kena katta bangku salang bahung. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Đó đây lác đác đầu cành, hái từng đóa sâu thành tràng hoa. Chúng sanh giữa cõi ta bà, việc lành thu góp, kết tòa thiện tâm. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin được xuống mic. Kính mời Sita Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Dạ, cảm ơn sức cộng đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài pháp cú kinh số... hết giờ rồi. Dạ, vậy thôi khỏi ôn bài đi Quỳnh ơi. Cảm ơn Quỳnh đã cho bài. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tỷ Đức cùng chư tôn đức. Dạ, đã. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức đã hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh số 53. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quá Thanh Á, cảm ơn sức rạng đông, sức tâm hương, sức từ cô tu nữ Tuệ Duyên đã hoan hỷ lên ôn bài pháp cú kinh số 53. Dạ, bây giờ đã đến giờ bài mới.
Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đăng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tự nhận giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự ý nghĩa câu pháp cú kinh số 54. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quá Tha Na cho bài học. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con. Con kính nhân mít đến sư à. Thì cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quý vị hãy luôn nhắc nhở, thế giới chỉ có đối tượng thị giác thôi. Đối tượng thị giác thì không phải là ai cả, nó là pháp. Nó là pháp vô ký. Nó không có nhân, không có quả, không có thiện, không có ác. Nó không phải là tâm, tâm sở. Thế giới chỉ có âm thanh thôi. Âm thanh là pháp, nó không phải là đàn bà, đàn ông, là con người. Nó không phải là mẹ, là cha. Âm thanh là một pháp hữu vi, nó không có nhân, không có quả, nó không phải là thiện ác. Nó là một pháp vô ký, nó do duyên mà sanh. Mùi không phải là đàn ông, đàn bà. Không phải là ngạ quỷ, súc sanh. Mùi chỉ là mùi, nó không thiện không ác, không nhân không quả. Nó là một pháp hữu vi, nó là pháp vô ký. Khi nó sanh khởi, nó chỉ in dấu vào tỷ căn mà thôi. Nó không biết tỷ căn cũng không biết nó. Nó cũng không biết được tỷ thức, chỉ có tỷ thức biết nó. Thế giới này chỉ có vậy thôi. Vị thì không phải đàn ông, đàn bà, không phải ngạ quỷ, không phải súc sanh, không phải a la. Vị không có nhân, không có quả, không có thiện ác. Vị chỉ là vị thôi. Vị là một pháp do duyên sanh, vị là pháp vô ký. Nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cứng mềm, nóng lạnh. Nó không phải đàn ông, không phải đàn bà. Không phải con người, không phải ngạ quỷ, không phải súc sanh. Nó là một pháp. Bây giờ nó đang có mặt mà không biết gì về nó hết. Đó là vô minh. Vô minh ở gần đây thôi. Nó không xa đâu thưa quý vị. Tại sao quý vị này cứ chìm đắm trong ngôn từ mà các pháp ở trong đời sống hàng ngày nó trước mặt chúng ta không suy xét, không quán chiếu gì hết. Chúng ta học Phật Pháp như vậy là chúng ta rất có lỗi lầm đối với Đức Phật.
Nó vô thường, nó không phải là tôi. Tính mềm nó không biết được thân căn, nó không biết được thân thức. Khi nó sanh khởi, nó chỉ in dấu vào thân căn mà thôi. Và thân thức biết nó. Vậy thân thức nó cũng không phải là tôi, không phải của tôi. Thân thức này do duyên hai pháp đó mà phát sanh lên. Đối tượng thị giác cũng vậy, do duyên hai pháp mà nó phát sanh lên nhãn thức. Âm thanh cũng vậy, do hai pháp nó phát sanh lên nhĩ thức. Nó do duyên mà sanh rồi nó diệt đi. Như vậy đã vô lượng những cái thấy nghe trong đời sống luân hồi diệt đi, không có ai cả. Ngày mai thức dậy rồi, chúng cũng thức dậy và rồi diệt đi. Đã bao nhiêu lần chúng ta hạnh phúc, đã bao nhiêu lần chúng ta đau khổ, tất cả những thứ đó đều đã diệt đi. Và ngày mai nó tồn tại với duyên của nó thì nó lại diệt đi. Và kiếp sau nó cũng vậy mà thôi. Vậy thì các bạn mong chờ một cái điều gì? Các bạn luôn luôn nghĩ rằng còn có cái tôi nào đó. Vậy thì chúng ta tạo nghiệp luân hồi để cứ để như vậy hay sao? Thì vô minh nó quá lớn phải không? Chúng ta đừng có đau to búa lớn ở đây, thưa quý vị. Cái mà thực hiện giờ chúng ta chưa hiểu cái gì hết, thì làm sao mà chúng ta hiểu vào cái đạo lộ được? Pháp nó hiện khởi ngay trước mặt các bạn đó. Tham nó không có trong sách vở đâu. Nó phải qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Hay là sân, hay là si. Nó qua cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Giới hạnh nó cũng ở đó đó. Giải thoát nó cũng ở đó đó. Hương đức hạnh nó cũng ở đó mà thôi. Chúng ta đi tìm cái gì ở thế giới này nữa? Thế giới này hết rồi. Thế giới này chỉ có 6 cái. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm và suy nghĩ. Kiếp nào cũng vậy thôi. Cái mà hiểu về cái nghe, cái thấy này khó hơn thần thông nhiều lắm, thưa quý vị. Mà đắc thần thông thì vô cùng là khó rồi. Đắc được thiền định cũng vô cùng là khó. Nhưng mà những cái thứ đó đều là tạo nghiệp luân hồi hết. Nhưng mà khi chúng ta hiểu về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì chúng ta sẽ thấy được Đức Phật dạy uẩn, xứ, giới, đế, vô minh, duyên hành và Ngài dạy chấm dứt sanh tử luân hồi ở ngay đây mà thôi. Nào, chúng ta hãy học Phật Pháp để bước đi cái con đường chân thật này mà không hề viễn mộng một chút nào, thưa quý vị. Ai hiểu được cái nghe, cái thấy trong đời sống hàng ngày, người đó trước sau gì cũng trở thành bậc thánh. Bậc thánh không có gì mà chúng ta phải cầu kỳ cả. Bậc thánh là bậc nhận chân được tứ thánh đế trong đời sống mà thôi. Bậc thánh nó không có ai thành thánh hết, mà chính là cái trí tuệ giác ngộ mà Đức Phật dạy với con đường Bát Chánh Đạo. Hãy khéo lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Bây giờ thì chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cùng với quý vị đành để ân đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang aphivademi Sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Subhatibhanno bhagavato avakkhasangho sangkhang lamassami. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đành để ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đành lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là những phương nương dịu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ với ai có những duyên lành, gặp được chánh pháp, nghe và hiểu, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt khổ tử sanh luân hồi ngay trong kiếp sống này. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đành lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo trong dòng nghiệp lực luân hồi của mình chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu được ba la mật, thành tựu chánh chi kiến và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và
trong kiếp của mình. Với phần phước báu đảnh lễ ân đức Tam Bảo thanh cao này, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chư phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy nhị phước báu thanh cao này và có duyên lành để hưởng được hương vị của chánh pháp Đức Phật và sớm giác ngộ được Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ số 54. Chúng con xin đọc một lần ạ. Giáp giáp úp phá ganh thô bát tí qua tát mê tí na chân đát năng ta gát tát man ni ca qua sát tanh chát ganh thô bát tí qua tát mê tí sát pa đi sa sát pu đi so pa qua giáp tí. Ở đây được ngài dịch theo thể văn xuôi là hương thơm của bông hoa không bay ngược chiều gió, hương thơm của gỗ trầm, gỗ tá gú rá, hoặc là hương hoa nhài cũng không, còn hương thơm của những người tốt bay ngược chiều gió. Người đức hạnh tỏa hương thơm giới hạnh khắp mọi phương. Câu kệ này rất là tuyệt diệu, phải không? Rất là hay. Cái này là những cái lời cảm hứng ngữ của Đức Phật thật là tuyệt hảo. Khi ngài lấy những cái chất liệu và những cái mùi hương của các cái loại hương thơm ở trên đời, và ngài kết lại và ngài ví dụ cho chúng ta là các bậc đức hạnh, các bậc giải thoát, các bậc có lục căn thâm tịnh, thì cái hương thơm đó, cái tâm từ bi đó, nó sẽ tỏa rộng mười phương thế giới. Và ở đây thì thế gian này có rất nhiều người tỏa ra những cái mùi hương đức hạnh, nhưng mà mùi hương đức hạnh tốt đẹp nhất chính là con của Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn thì tuyệt hảo, các bậc đó là các bậc hoàn toàn giải thoát, chấm dứt mọi cái si mê, không có làm đau khổ cho chúng sanh nữa, và luôn luôn đem đến cái phúc lạc cho mọi chúng sanh. Câu kệ là Napup phá găm thô Pati wa ta mê tí Na chan đa năng Ta ra gác man ni ca wa. Hương thơm của bông hoa thì không bay được ngược chiều gió, hương thơm của gỗ trầm, gỗ tá, gú rá, hoặc là hương hoa nhài cũng không. Cái từ Phúc Pháp Ganh Thô thì chúng ta biết rồi, nó là một cái nhóm từ hay là một cái hộp từ. Ở câu kệ này, lá thì chúng ta biết là nó là từ phủ định, chỉ cho cái sự không. Búp phá thì chỉ cho bông hoa, mà ganh thô thì cái hương ở trong cái bông hoa đó. Thì chúng ta biết là các cái hương á, thì hương nó có ở hoa, ở lá, ở vỏ, ở thân và ở rễ. Ở rễ thì chôn xuống đất rồi. Vậy khi mỗi khi hoa ngọc lan hay là hoa nhài, hoa lài đó, thì khi nào mà nó gần bung cái lụy của nó, nhụy của nó ra, thì cái hương nó bắt đầu tỏa ra. Thì lúc này gió nó thổi về cái chiều nào thì cái hương nó xuôi theo cái chiều đó mà nó đi. Nhưng mà nó rất là giới hạn, nó đi chừng 500 mét hay một cây số. Nếu mà cái hương trầm của rừng thì đôi khi nó có thể đi xa hơn một chút. Nhưng mà nó giới hạn cái không gian của nó. Còn hương của vỏ hay hương của nõi cây hay hương của rễ cây thì nó chỉ tỏa ra một ít thôi. Một ít trong cái vùng nhỏ hẹp của nó. Khi mà hương của cái bông nó được lỏ ra đó,
hay là cái hương của cái gỗ trầm mà nó bị khuyết cái vỏ rồi đó, thì một cái thời gian nào đó thì nó được tụ trầm ở đó, thì khi mà đó thì gió nó thổi thì nó mới bay đi được. Nhưng mà cái hương này thì cái hương này nó chỉ là cái hương vật chất thôi, nó là cái hương vật chất, nó có thể làm cho người đời thích thú về trang điểm hay là về sức lên mình và làm những cái món đồ ăn hay là trang sức đẹp làm cho sống, cũng tạo cho tham ái. Nhưng mà hương của bậc đức hạnh thì không là như vậy. Hương của bậc đức hạnh thì làm cho chúng ta trở lên thiện lành và giải thoát. Vậy cái từ bút phá là một cái danh từ trung tánh chỉ cho cái bông hoa, ganh thá là chỉ cho cái mùi hương hay là hương thơm, nó là một cái danh từ nam tánh. Bút phá thì lại là một danh từ trung tánh, mà ganh thá thì lại là một cái danh từ trung tánh à nam tánh. Còn cái từ pati qua tăng á là một cái trạng từ gọi là ngược gió. Ngược gió. Như vậy các cái loài hương của hoa thì nó không thể ngược gió được, nó không ngược gió được, gió nó thổi táp đi và cái hương nó phải bay theo chiều gió, chứ nó không có cách nào mà ngược gió được hết. Như vậy nó chỉ bay xuôi theo chiều gió mà thôi. Tiếp đầu ngữ bá tí là ngược lại. Qua tăng là qua tá đó, là gió. Qua vô đó. Qua tá là danh từ lam tấm là gió. Thì vội gió, qua tá ở đây là cơn gió, còn cái qua vô mà trong tứ đại á, thì chúng ta phải biết là cái tính phong đại của nó. Hai cái này là khác nhau. Gió này là gió theo cái kiểu chế định, còn cái qua vô mà trong cái thân tứ đại của mình á, cái sự căn phòng, cái tính chất căn phòng của nó thì nó chỉ cho cái đặc tính ha, đặc tính của pháp á. Vậy chúng ta cần phải biết. Ê tí là cái căn y, nó là một cái động từ, ở đây chỉ cho cái kiểu đi, có nghĩa là đi, tha động từ đi ở thể hiện tại. Cái từ chanh đá năng này là chanh đá ná là một cái danh từ trung tánh ở câu kệ này, chia theo chủ cách hương thơm của gỗ trầm. Hương trầm thì chúng ta biết rồi, hương trầm thì chúng ta biết rồi ha. Tagara Manika, Tagara Manika cũng là một cái hợp từ, Tagara cộng với Manika, nó là một cái nhóm từ, ở đây chia theo chủ cách là gỗ Tagara. Gỗ Tagara này thì chúng ta biết là ở Miến hay là ở Ấn Độ nhiều lắm, người ta trà hay là người ta làm mặt của mình á, mấy cái cô gái Miến người ta hay xức cái gỗ này nó vào má để mùa nắng nó không có ấy và nó cũng là thơm đó. Rồi hoa lài, hoa lài Mandika là hoa lài đó. Hoa lài. Như vậy cái làng Manika đó nè, cái tên Manika đó, là chỉ cho hoa lài. Thì chúng ta biết là hoa lài là một cái loài hoa rất là thơm, rất là thơm. Tagara là một cái danh từ trung tánh chỉ cho cái gỗ, cái loại gỗ mà người ta mài nên làm ra những cái bột rất là thơm để mà sức mặt hay là để đắp nắng được kia vân. Manika là một cái danh từ trung tánh, cũng là danh từ trung tánh mà chỉ cho hoa lài. Chúng ta biết là hoa lài thì rất rất là thơm. Sát tanh chát
sát tinh chá ganh thô bát tí hoa tá mê tí, còn hương thơm của những người tốt bay ngược chiều. Tại sao mà hương thơm của những người tốt bay ngược chiều đó? Bởi vì hương thơm của người tốt thì được nhiều người khi mà đến, người ta người ta được thừa hưởng những cái đức hạnh đó. Và từ đó khi mà người ta được thừa hưởng, được nghe, được cảm niệm những cái đức hạnh từ bi, những cái giới hạnh của một cái người đó, người đức hạnh đó, thì tâm của người ta trở lên thiện lành. Và chính vì thiện lành như vậy, họ thấy được nhiều cái lợi ích, nên là họ truyền tai nhau. Họ về, họ nói với con, với mẹ, với cha nè, hãy đến với người thầy như vậy, hãy nghe pháp, hãy học hiểu, hãy nghe những lời dạy từ Ngài, chúng ta sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, chúng ta sẽ có một cuộc đời giải thoát. Mà ở đây là gì? Chính là các bậc đức hạnh. Và bậc đức hạnh mà trong giáo pháp của chúng ta chính là Đức Phật, giáo pháp và các chư thánh chúng, và các bậc chư tăng có đức hạnh, và các người cư sĩ đang có đức hạnh học hiểu giáo pháp của Đức Phật. Đó là những mùi hương tuyệt hảo nhất sẽ bay đến muôn phương, bay đến muôn phương. Cái từ sát tăng là cái từ sanh tá, gọi là sanh tá tí đó, nhưng mà cái động từ sanh tá tí nguyên mẫu ở đây chia theo hiện tại phân từ nên nó được gọi là sanh tăng, sanh tá. Ở đây nó là hiện tại phân từ chia theo nam tánh mà chia theo sở thuộc cách số nhiều, nên là của người giới đức, của người giới đức, của việc tốt lành. Sanh tá, cái căn của nó là căn ác hay là chúng sanh, chỉ cho chúng sanh. Chúng sanh. Ganh thô thì chúng ta biết rồi, là mùi hương. Sapa, Sapa đi xa, Sapuriso, qua giáp tí. Là người đức hạnh. Sapa ở đây là tất cả ha, người đức hạnh tỏa hương thơm khắp mọi phương. Sapa, Sapa tức là một cái tính từ lữ tánh. Ở đây chia theo đối cách số nhiều là tất cả mọi phương. Tất cả mọi phương trời. Như chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật để lại, mặc dù Đức Phật đã vô dư niết bàn rồi. Nhưng mà trên toàn thế giới này trải qua 2.000 mấy trăm năm, nhưng mà ai ai cũng đều tôn kính. Đi xa là một cái danh từ lam tánh, chia theo đối cách là số nhiều, phương hướng, phương hướng, phương hướng. Sapurisa, Sapurisa là tiếp đồ ngữ sát cộng với Purisa. Purisa hay là Puriso là một cái người đức hạnh. Người đức hạnh ở đây thì nhiều lắm, nhưng mà người đức hạnh ở đây chỉ cho các bậc thánh nhân là chính. Bậc Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán và Đức Phật. Những cái bậc đang đi trên cái con đường tứ niệm xứ hay là có giới hạnh, rồi bậc mà đắc thiền, tất cả những bậc đó đều là đức. Những người đang tạo cái việc bố thí thiện lành thì cũng đều là đức hạnh hết. Nhưng mà chúng ta cần phải biết là cái bậc đức hạnh trong lời dạy của Đức Phật ở câu kệ này phải kể đến các bậc thánh, mà nhất là bậc A La Hán. Purisa là một cái danh từ nam tánh chỉ cho người hay là con người. Pavarati, Pavarati là một cái động từ
là có qua đó tiếng, căn của nó là căn qua tiếp đồ ngữ phá cầm mới giáp tiếng, là một cái động từ. Động từ ở đây nó là tha động từ đó, chia theo thể hiện tại ngôi số 3 là hay, là bay chứ, bay hay là tỏa, tỏa bay tỏa. Tiếp đầu ngữ phá là chỉ cho cái sự nhấn mạnh, nhấn mạnh cái điều đó lên. Căng qua là thổi, thổi đi. Ở đây Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch theo thể năm kệ là hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Đó là cái từ vựng và cái câu kệ mà chúng con đã trích nghĩa từ vựng và đọc đến cho quý vị. Bây giờ chúng ta đi vào cái câu kệ này, cái tích truyện. Thì chúng ta biết là cái tích truyện này nó gồm có hai câu kệ 54 và 55. Na pu pa gan tho pa ti wa tang e ti na chan da nang ta ra ga man ni ka wa san tan cha gan tho Pati wa tăng iti sapparisa sapuriso pa wa yati. Ngược lại chiều gió thổi, hương hoa không bay nổi, dầu là đa già na chiên đàn mạc lị hoa, chỉ có hương giới đức khắp phương trời bay xa. Chân đa năng ta ga răng wa pi upa năng hấp thao wa siki e te sang gan tha cha ta năng Si na gan tho anuttaro. Chiên đàn đa già na, thanh niên vũ quý hoa, sánh các hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Câu kệ pháp cú này, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, Đức Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ngự ở thành Sawatthi để mà Ngài giải đáp cái câu hỏi của Đại Đức Ananda. Thì một buổi chiều nọ đó, chúng ta biết là nếu mà để cái câu kệ, cái dịch cái từ tương truyền đó, câu kệ Ngài để cái từ tương truyền đó, là chúng ta thấy nó không có hợp với giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật nó rất là rõ ràng chứ không có tương truyền. Nó tương truyền ở đây là ai nói chứ không phải Đức Phật nói, mà chúng ta phải khẳng định một điều là Đức Phật dạy thì nó mới đúng. Thì một chiều nọ đó, Đại Đức ngồi, Đại Đức Ananda ngồi ở cái nơi thanh vắng, và Ngài khởi lên tâm nghĩ rằng Đức Thế Tôn có nói căn hương, tức là thọ tâm hương và hương hoa là ba thứ hương cao thượng, nhưng ba cái thứ hương này chỉ bay theo cái chiều gió chứ không có cái hương nào mà bay ngược gió cả. Không biết rằng là có cái loại hương nào mà bay xuôi gió không? Bay ngược gió cũng được, hay là bay cả hai chiều gió đều được cả chăng? Ngài khởi lên cái ý nghĩ như vậy. Và từ cái ý nghĩ đó nên là chúng ta có một cái bài kệ cảm hứng của Đức Phật tuyệt hảo đến mức độ như vậy. Bây giờ chúng ta được nghe. Rồi Đại Đức Ananda mới suy nghĩ lại là ta cần gì suy nghĩ tìm tòi cho mất công. Bởi vì ta có bậc đạo sư toàn giác mà. Thôi ta để về hỏi Đức Thế Tôn là hơn. Và rồi Ngài đi về nơi cư ngụ của Đức Thế Tôn. Và mới bạch Ngài rằng đoạn này trong kinh, đoạn này trong lời dạy của Đức Phật thì có chép rằng khi ấy trong buổi chiều thì Đại Đức Ananda từ chỗ tịnh cư, Ngài đứng dậy và đi về gần Đức Thế Tôn. Và sau khi đến gần thì mới hỏi Đức Thế Tôn là bạch Ngài, có ba cái thứ hương mà hương của nó thì chỉ bay theo thuận theo cái chiều gió chứ không có bay nghịch chiều gió. Thế nào là ba hương của rễ này, hương của nõi này và hương của hoa? Đúng ra là nó còn là hương của vỏ nữa nè, của lá nữa.
Nhưng mà trong trong đây thì Ngài chỉ nói đến ba thôi. Là ba giống có hương. Mà cái hương này chỉ bay thuận theo chiều gió, chứ không bay nghịch chiều gió. Bạch Ngài, chẳng hay có cái loại hương nào mà hương của nó bay thuận chiều gió, bay cả nghịch chiều gió, và hay bay thuận và nghịch chiều gió hay chăng? Thì khi mà Đức Thế Tôn nghe được như vậy thì Đức Thế Tôn mới trả lời với Đại Đức Ananda rằng này Ananda, có một cái loại hương đó, hương của nó dầu gặp gió xuôi gió ngược cũng đều bay được cả. Nhưng bạch Ngài, thế nào là có cái loại hương mà của nó dầu gặp gió thổi gió xuôi gió ngược gì cũng đều bay được cả? Thì Đức Thế Tôn mới nói này Ananda, ở đây nơi thôn quê hay thành thị nào có một cái nữ nhân hay là nam nhân mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quý vị đừng có hiểu lầm ở đây là quý vị có quy y nha. Hiểu lầm lắm đó, không phải chúng ta xin quy y là có quy y đâu ha. Khi nào mà chúng ta hiểu cái thấy là vô thường, cái nghe là vô thường, với đúng cái tuệ giác của nó, lúc đó chúng ta mới gọi là người quy y Phật. Lúc đó chúng ta mới được gọi là đã quy y Pháp, đã thành tựu quy y Pháp. Lúc đó chúng ta mới thành tựu quy y Tăng. Còn quy y của chúng ta đó là mới gọi là mới có niềm tin thôi. Chứ chưa thực sự gọi là quy y Phật đâu. Khi nào mà thấy Pháp rồi đó thì mới gọi là quy y chân đế đó. Chứ còn chúng ta thấy như ở bên Bắc Tông hay là bên Khất Sĩ hay là rất nhiều người ta quy y Phật đó chứ. Nhưng mà chưa có chánh kiến về về Pháp thực tại như nó đang là không có quy y Phật Pháp Tăng đâu nha. Đừng có hiểu lầm mà là mình có quy y. Nên là chúng ta cần phải nghiên cứu và học thật là suy xét cho kỹ. Thì chúng ta mới thấy lúc mới đạt được cái quy y này. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tránh xa sự sát sanh. Tránh xa. Làm sao mà chúng ta tránh xa được sự sát sanh? Quý vị biết không? Đó, khi nào mà chúng ta diệt được thân kiến, hoài nghi giới cấm thủ mới tránh xa được sát sanh. Còn chúng ta còn gần sát sanh lắm. Tránh xa được sự trộm cắp, tránh xa được sự tà dâm, tránh xa được sự nói dối, tránh xa được sự uống rượu và các chất say. Như vậy chúng ta biết là việc tu đồ quần là thành tựu giới, còn chúng ta là người giữ giới và luôn luôn sợ phạm giới, bị giới nó trói buộc. Còn vị tu đầu quần thì lại không sợ giới trói buộc nữa. Ví dụ như là chúng ta nghiện rượu mà chúng ta bây giờ chúng ta bỏ rượu, nhưng mà cái sự thèm khát của rượu nó vẫn trói buộc chúng ta, nhưng mà vị tu đầu quần thì không có. Đó. Ví dụ như là chúng ta sợ sắc sanh, nhưng mà chúng ta còn chấp thủ cái thân kiến của mình, nên là chúng ta cái sắc sanh đó nó vẫn luôn luôn đeo bám chúng ta. Chúng ta thấy cái chánh tri kiến nó đặc biệt lắm, chứ không phải như chúng ta nghĩ là chúng ta xin giới là nó có giới đâu. Không có ai có giới ở đây hết á. Sẽ nói thiệt luôn, nói cho quý vị đừng có buồn. Giới khi nào mà chúng ta phải hiểu được giới thiện, giới bất thiện, giới vô ký của nó, chúng ta thực sự hiểu được nó đó,
thì cái giới này đó nó mới ăn sâu vào trong tâm trí của chúng ta được, nó mới là thực pháp được. Chứ còn chúng ta nói là chúng ta giữ giới, không có đâu, không có ai giữ giới ở đây cả. Sắc pháp nó không có giữ giới ha. Thấy nghe ngửi nếm được nó không có giữ giới. Bất thiện nó cũng không có giữ giới. Bất thiện nó khởi lên là nó bất thiện. Giới thiện giới nó sanh khởi là thiện giới. Khi mà chúng ta đang sân và chúng ta biết được cái tâm sân này mà nói ra, ngay lúc đó một cái tâm thiện nó sanh khởi với chánh niệm, thì ngay lúc đó nó có giới. Quý vị thấy lời dạy của Đức Phật đó, để chúng ta đạt được cái giới này nó bay tỏa muôn phương đâu có phải là chuyện đơn giản đâu thưa quý vị. Không có đơn giản chút nào hết. Chúng ta cứ nghĩ rằng là học Phật Pháp chúng ta đọc qua loa cái câu kệ đó là chúng ta thấy xong rồi ha. Chúng ta không có đâu, nó phải đi sâu vào trong tâm trí của chúng ta. Lúc đó cái đức hạnh nó nổi trội lên liền thưa quý vị. Chánh kiến mà nó đi vào thì giới hạnh nó mới có được. Còn chánh kiến mà nó không có đi vào, nó không có lỗi trong đời sống của chúng ta, chúng ta gọi là chỉ gọi là sinh giới để chơi thôi, chứ thực sự là giới của chúng ta đó nó không có thành tựu, nó không có thành tựu. Chúng ta để ý đó, chúng ta càng học thì càng ngã mạn, càng sân, càng thôi xin lỗi quý vị chứ học cái kiểu đó nó không có, nó phí cuộc đời của mình, nó phí cuộc đời tu của mình lắm thưa quý vị. Học giáo pháp của Đức Phật mà giáo pháp nó tốt đẹp đến mức độ vậy mà chúng ta càng học chúng ta càng ngã mạn, càng sân này kia, mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta giỏi, cái đó không phải là giỏi thưa quý vị. Trí tuệ nó không có, nó không bao giờ mà nó này phát triển theo cái kiểu mà nó càng ngày nó càng ngã mạn, càng sân, rồi càng mấy cái ngôn từ đó không giải quyết vấn đề, nó chỉ làm cho mình càng tăng trưởng ngã mạn thêm mà thôi. Nên là chúng ta học cái gì đó, lời dạy của Đức Phật nó thâm sâu, chúng ta học làm sao mà nó thấm vào trong tâm của chúng ta đó. Nó thấm cái pháp vào, thì đó mới gọi là học pháp. Thấm lắm thưa quý vị. Quý vị có tin rằng là chúng tôi nghe pháp một ngày 8 tiếng đồng hồ. Và tam tạng kinh điển là đọc đi đọc lại. Mỗi một ngày một bài kinh Trung Bộ, đọc hết kinh Trung Bộ, Trường Bộ, đem lên chánh điện ngày nào cũng đọc đó. Để có giới hạnh thực sự chúng ta thấy là không phải đơn giản. Không có chi kiến, không có chánh kiến nào, không có giới hạnh nào được hết á. Sắc pháp nó không có giữ giới. Thấy nghe ngửi nếm đụng nó không có giữ giới, nhưng mà nó nguy hiểm lắm đó. Tất cả mọi cái nó đau khổ, giới hạnh nó cũng bứt lên từ đó. Nếu mà cái thấy nghe ngửi nếm đụng mà chúng ta không có hiểu biết về nó, không có chánh niệm về nó, có phải là do thấy do nghe mà chúng ta tham sân si ngã mạn ganh tị tật đố không? Có phải do thấy do nghe mà chúng ta khởi lên đức hạnh không? Chúng ta khởi lên lòng tôn kính không? Có phải là chúng ta khởi lên cái sự chân thật không? Có lòng từ bi không? Chúng ta cứ suy xét thật là kỹ xem. Có phải là do thấy do nghe mà chúng ta giác ngộ không? Có phải do thấy do nghe mà chúng ta đi địa ngục không? Trên đời này cũng do thấy do nghe mà người đi địa ngục, người đi vào bằng sanh, người đi vào súc sanh, người đi vào A-tu-la, người đi về chư thiên, người đi về phạm thiên, người đi về thánh nhân, người xuôi về niết bàn, chỉ do thấy do nghe, do ngửi do nếm sơ xúc cho chạm thôi. Nếu mà chúng ta nghe đúng, gặp bậc hiền trí, tâm của chúng ta khai mở thì đi về niết bàn. Còn chúng ta nghe cái bậc đức hạnh bình thường nói về giới, về đức hạnh tu tập thiền định, chúng ta sẽ đi về cảnh giới của thiền định, luân hồi, sanh tử. Chúng ta đi về bố thí thì chúng ta sẽ sanh về loài người, loài chư thiên. Chúng ta nghe những cái con người ác, tu tập, vân tập những cái tà kiến ngoại đạo thì chúng ta đi về bốn đường ác đạo.
nên là quý vị nhớ, đừng có tưởng cái thấy cái nghe mà chúng ta nghĩ nó là đơn giản quá. Vậy chúng ta lầm chết đi được à? Chúng ta lầm dữ lắm. Phải không? Đức Phật dạy ở đây, nơi thôn quê hay nơi thành thị nào mà có một nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, thế nào là quy y Phật? Quy y Phật là phải biết những cái đức hạnh, những cái ba la mật mà Ngài vân tập mà trở thành bậc toàn giác là như thế nào. Quy y Pháp là cái chánh pháp này phải hiểu được chánh pháp. Quy y Pháp là gì? Là không xa rời Pháp, là không có lấy ai làm thầy mà chỉ lấy Pháp làm thầy thôi. Còn thầy mà dạy dỗ chúng ta như các sư đó chỉ là những cái người truyền Pháp mà thôi. Chúng ta tôn kính chư Tăng, nhưng mà chúng ta phải quy y Pháp. Bởi vì các sư thì sao? Mỗi khi quý vị, các sư cũng có những lúc bị nghiệp nó quật. Và chúng ta mất niềm tin. Các sư, sư nào cũng muốn tốt hết á. Sư nào cũng muốn thành đạo hết á. Nhưng mà muốn là không thể được. Các pháp đều là vô ngã. Vậy chúng ta quy y Pháp là cái chánh pháp này nó đi theo chúng ta mãi mãi cho tới ngày chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Chúng ta đặt niềm tin vào Pháp, vào cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là duyên sanh. Thì chúng ta sẽ suy xét rằng đã bao nhiêu đời những cái sanh ra những cái thứ này rồi diệt đi, và đời sau có tích lũy cái gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ sanh ra những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm và suy nghĩ mà thôi. Là thiện thì nó vẫn cho cái quả thiện, tức là thấy cái điều tốt đẹp, những cái hình sắc tốt đẹp. Nghe thì nó lại cho cái nghe âm thanh dịu dàng, nhưng mà rồi nó cũng biến mất. Như vậy cuộc sống này hết thấy rồi này, nghe hết nghe, ngửi ngửi này, nếm xúc chạm, nó chỉ có mấy cái màu, cái mùi, cái cứng mềm của những cái tứ đại này tứ đại khác, nó sanh khởi và hoại diệt. Rồi những cái tâm này nó do duyên đó, nó cũng sanh khởi và hoại diệt. Thì nó là ai? Nó là người đàn ông hay đàn bà? Nó là vợ hay là chồng? Hay là nó đã là mãi mãi sanh và diệt rồi? Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sáng giờ nó đi đâu rồi? Nếu nó của các bạn thì nó phải ở đây chứ, nó đi đâu? Nó có sanh lại nữa không? Không. Nó không của ai hết. Nó đã hoàn toàn diệt mất rồi. Bạn không thể tìm cái thấy, cái nghe nào của ngày hôm qua hay là khoảnh khắc trước ở đây được cả. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Và mãi mãi trong vòng luân hồi bạn không bao giờ tìm được quá khứ, bởi vì nó đã diệt tận. Và mãi mãi trong luân hồi bạn cũng không bao giờ tìm được ngày mai, không bao giờ tìm được tương lai. Không có chuyện đó. Hiện tại chỉ có hiện tại, và ngày mai cũng chỉ là hiện tại. Nó cho những cái quả thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm mà thôi. Nó không còn cái gì thêm nữa hết á. Không thể nhét cơm vào mắt, vào tai được. Phải vào miệng thôi. Hàng ngày Pháp nó diễn ra trong suốt cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có bao giờ để ý
cho nó là pháp đâu. Nó vẫn là tôi, vẫn hình bóng quê nhà, không? Vẫn người, vẫn bến nước cây đa. Chúng ta còn mộng mơ suốt cả ngày, cả đêm. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, mơ không? Chứ có tỉnh lúc nào đâu. Vậy thì làm sao gọi là quy y pháp? Quy y tăng. Tăng là gì? Là những bậc đã thấy pháp, là những bậc đức hạnh, là những bậc thánh tăng. Bậc thánh tăng ở đây cả cư sĩ, thiện nam tín nữ, những người đã thấy pháp đều là tăng hết. Và những người đi trên tứ niệm xứ, đang tu tập tứ thánh đế, những cái vị đó đều xứng đáng để quy y hết. Chánh xa sự sát sanh, chánh xa sự trộm cắp, chánh xa sự tà dâm, chánh xa sự nói dối, chánh xa sự uống rượu và các chất say. Là người có giới đức. Như vậy chúng ta thấy người có giới đức là sao? Người có giới đức nó khác với người giữ giới, nhớ nha. Người có giới đức. Mà giới là gì thưa quý vị? Giới chính là cái hành xử của thân khẩu ý chúng ta trong đời sống hàng ngày nè. Mà chúng ta cứ nghĩ là tôi xin không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Phải, khi mà chúng ta tiếp xúc với mọi người, cái khẩu của chúng ta như nào, cái từ ngữ của chúng ta thoát ra như thế nào. Khi mà chúng ta tiếp xúc với mọi người, cái tâm của chúng ta nói ra nó có ngã mạn, có cống cao, có ganh tị, có tật đố, có thù hiềm và có cái sự chê bai ở trong cái ý của chúng ta với cái đối tượng đó hay không? Cái hạnh của bạn phải đặt ở đây nè, thì mới gọi là người đức hạnh ha. Chứ còn giả bộ bên ngoài nói là tốt, như bên trong của mình là cái đống ba xạo và cái toàn là cái thứ bất tịnh ở trong đó không nè, nhiều lắm, nó không có ngay thật nha. Những người chưa thấy pháp thì không thể sống như vậy được. Chỉ có những người thấy pháp thì thì cái khẩu, cái ngôn từ của họ nó mới thật được thôi. Còn chúng ta chào nhau rất là đon đả, rất là hòa ái, chúng ta tưởng là người đó có giới không? Đó đâu, ở trong đó nhìn cái đối tượng thị giác nó nhìn ô cái người này như thế này như thế kia. Còn cái người mà thấy pháp, người ta thấy cái đối tượng thị giác, người ta không cho nó là đàn ông đàn bà, mà người ta cần phải biết, cần phải có thiện tâm, có chánh niệm, có thu thúc ở đây, có cái từ ở đây. Khi người ta không thấy ai thì người ta sẽ không thấy cái sự ghét thương ở trong đó. Người ta đối xử, người ta cư xử với pháp bảo. Còn chúng ta có cư xử với pháp bảo không? Có cư xử với pháp bảo không? Có cư xử với pháp bảo không? Chúng ta đảnh lễ cũng đảnh lễ giả bộ cho qua thôi. Bởi vì chúng ta không biết được mực hạnh, nên giờ chúng ta cũng không biết được con người đó đức hạnh. Làm sao mà chúng ta đảnh lễ một cách cung kính được? Chỉ khi nào hiểu pháp, chỉ khi nào chúng ta hiểu được pháp bảo. Chánh xa sự uổng và các chất sai, là người có giới đức, là người có thiện pháp. Tâm đã dứt bỏ sự bỏng sẻ, sự nhiễm ô. Tuy còn tại gia, nhớ nha, tuy còn tại gia mà có tâm dứt bỏ, xả thí, thỏa thích trong sự bố thí không có nhơ bẩn. Chúng ta bố thí thì sao? Toàn là bố thí bằng si không à? Bố thí bằng si, bố thí bằng sợ hãi, bố thí bằng luyến ái. Chứ có khi nào chúng ta bố thí với pháp đâu, bằng pháp bảo đâu. Khó lắm. Khi nào chúng ta không có học pháp chân chánh, nó chi kiến nó không chân chánh, nên tâm của chúng ta nó không có can đảm, nó không có vững chú. Nó cứ nghiêng ngả về cái người này, về người kia. Tâm của chúng ta nó luôn luôn nghiêng ngả về con người này, con người kia. Mà có ai ở trong đời này đâu, phải không ạ? Không có ai trong đời này hết. Trong đời này chỉ có pháp hữu vi và duyên sanh thôi.
Ngày nào mà bạn thấy ô đây là đối tượng thị giác, đây là đối tượng thị giác, đây cũng lại là đối tượng thị giác, đây là cái thấy đối tượng thị giác, đây là cái thấy đối tượng thị giác, thấy chỉ là thấy thôi, đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác thôi. thì sao nhỉ? Thì giới hạnh nó tăng trưởng dữ lắm mà. Chúng ta nếu không còn thương còn ghét nữa thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, lòng kính trọng, sự tôn kính thực sự đối với người đáng kính, với cái thiện tâm trong lành nó tự sanh khởi thôi. Nó tự sanh khởi thôi. Pháp, đặc tánh của Pháp nó là như vậy mà, bạn không thể giấu được đâu. Nên chỉ có hiểu đúng thì nó mới sanh ra thôi. Chứ không có hiểu đúng thì lấy cái gì để mà sanh ra được. Chúng tôi đảm bảo với quý vị là khi nào quý vị hiểu được cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày, dần dần á, tâm của quý vị sẽ đón chào được từng khoảnh khắc rất là đặc biệt, tươi mới. Không biết, không cần phải nói nó là tứ niệm xứ, nhưng mà nó là thực pháp, nó là chân đế. Nó sẽ cho các bạn nếm cái hương vị lời dạy của Đức Phật từng chút một. Tại sao chúng ta phải nghe những, tại sao chúng ta được nghe những cái âm thanh này? Tại sao quý vị được nghe âm thanh này? Tại vì nghiệp thiện của quý vị nó đang trổ quả, dễ thôi. Nếu mà chút nữa chúng tôi la hét, chúng tôi chửi bới lên, tại sao quý vị được nghe cái âm thanh này? Quý vị cũng thấy nghiệp và quả thôi. Nhưng mà chắc sư không đến nỗi đó, phải không? Âm thanh này có đưa các bạn đến cõi trời không? Âm thanh này có đưa đến giải thoát không? Âm thanh nào mà được vận chuyển với diệu pháp của Đức Phật? Những cái nghe được tiếp cận đó, trí tuệ sẽ được sanh lên. Giới hạnh cũng sẽ được sanh lên. Như vậy cho đến các phương hướng, chư Sa Môn, Bà La Môn được ca tụng rằng nơi chốn thôn quê hoặc thành thị đó có lữ nhân ấy, có lam nhân ấy là người quy y Phật, quy y Pháp, hoan hỷ chia sớt vật thí đến tất cả mọi người. Này Ananda, đó là một cái loại hương mà của nó bay xuôi siêu chiều gió, bay ngược cả chiều gió. Và khi giảng xong, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kệ: Na Bút Phát Gan Thô Phát Tiết Hoa Tăng Ê Tiết Na Chân Đa Năng Tá Gá Rác Man Ni Ca Hoa Sát Tân Chắc Gan Thô Phát Tiết Hoa Tăng Mê Tiết Sát Pà Đi Sa Sát Pú Đi Sô Phát Hoa Giá Tiết. Ngược chiều gió thổi các hương hoa, chiên đàn mạ lị già la bạc đường. Ngược chiều gió chỉ có hương của người giới đức muôn phương nan tràng. Chân đa năng ta gã răng hoa bí úp bát năng áp thá hoa sĩ kỳ ế tê sang gan thá cha ta năng si đã gan thô ả nút tà rô đa giả na với chiên đàn thanh niên vũ quý các hàng hoa
dẫu thơm cho mấy cũng nhường, thứ hương giới đức là hương tuyệt trần. Như vậy chúng ta sanh ra được làm người, được gặp giáo pháp của Đức Phật. Một giáo pháp tuyệt hảo từ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Và không có một giới hương nào bằng giới hương của người đức hạnh. Vì sao vậy? Vì chỉ có giới hương của người đức hạnh. Người đức hạnh cao quý bởi vì chúng sanh phàm phu ở trên thế giới này nhiễm đắm bởi si mê, bởi các lậu hoặc, bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi ái, bởi ganh tị tật đố sang tham bỏng sẻ. Những cái mùi hương, những cái thứ cái xấu uế đó, nó rất là khó loại bỏ được. Và chỉ có một số ít cái con người sanh ra ở thế gian cũng sanh ra làm người. Và chúng ta biết người châu Âu, người Ấn Độ, người này người kia, rất nhiều người đẹp đẽ ở vẻ bề ngoài, rất nhiều người giàu có, nhưng mà chỉ có một số ít người có được cái giới hương đức hạnh. Vì đó thành tựu không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là thành tựu thánh đạo thánh quả, loại trừ được tất cả các câu uế phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến. Như vậy cái giới hương đó, chúng ta biết là các cái loài cây, nó vô lượng cây ở trong rừng, nhưng mà cũng chỉ có một vài loài là có những mùi hương đặc biệt thôi. Ngay kể cả cái sắc vật chất nó cũng vậy. Thì huống chi là con người của chúng ta, thì 10 cái loại phiền não nó cực kỳ là lớn mạnh. Nó khống chế cái thế giới tử sanh này. Nên là chỉ có một ít người có đầy đủ can đảm, có đầy đủ ba la mật, có đầy đủ các cái duyên lành để mà nghe được cái diệu pháp và thanh lọc được tất cả các cái cấu uế ở nơi thân tâm của mình. Các lục căn của các ngài trở lên thanh tịnh. Chính vì vậy mà cái giới hương nó rất là đặc biệt. Đặc biệt. Hương đó là hương của đức hạnh, hương của xả ly, hương của từ tâm, hương của sự giải thoát. Do đó mà không có chi sánh bằng được hết. Và cái hương đó thì chúng ta biết là được bay đi muôn phương. Bởi vì các đức hạnh của Ngài thì được truyền tai. Được nhiều người mến mộ và được nhiều chúng sanh cảm nhận được những cái phước báo đó. Còn hương thơm của các loài hoa thì chúng chỉ bay xuôi theo cái chiều gió. Mà xuôi theo chiều gió cũng chỉ được một cái đêm, rồi nó cũng tan mất. Nhưng mà hương của những bậc đức hạnh, những lời dạy của Ngài đưa đến bất tử, nó đưa đến cả hàng triệu cái kiếp sống. Luân hồi, một lời nói đúng pháp
khi chúng ta nghe một buổi pháp mà đúng pháp, nó có thể động lại, bây giờ chưa giác ngộ, nhưng mà khi mà luân hồi nó trải qua hàng trăm ngàn kiếp sống, khi mà gặp được một cái duyên đó trở lại cái pháp, được nghe cái pháp chánh pháp đó, là nó bùng vào giác ngộ sanh tử luân hồi liền. Nên là của bậc đức hạnh thì không thể nào mà tả được. Do vậy có lúc Đức Phật thuyết pháp, chúng ta biết ngài thuyết, vị này ngày hôm nay giác ngộ, ngài biết thì ngài thuyết, bữa đó giác ngộ. Nhưng mà cũng có khi ngài ngồi đó, ngài thuyết bài pháp mà cái vị chư tăng đó 500 kiếp sau ngài mới chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vậy chúng cho chúng ta thấy tất cả pháp nó đều là vô ngã hết. Nó do duyên mà nó sanh khởi. Chúng ta học Phật pháp không phải để chúng ta đạt được cái điều gì đó. Bởi vì pháp này không phải để đạt được cái gì cả, mà pháp này chỉ để hiểu và xả ly mà thôi. Làm gì có ai có thể can thiệp vào trong các pháp được, khi trong khi đó chỉ có các pháp. Những cái thân tứ đại này thì nó không có tích lũy cái gì cả. Sau kiếp sống này thì sao? Chấm dứt. Nó tan ra thành đất, nước, lửa, gió. Hay là thậm chí đi thiêu thì nó còn một chút tro bụi thôi. Làm gì có bạn và có tôi ở đây. Rồi tất cả những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày này, thì trong kiếp này, sau kiếp sống này, hoàn toàn tịch diệt. Không còn cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng ở trên cái cơ thể này nữa. Nhưng mà nghiệp phiền não lại tiếp tục cho những cái quả danh và sắc tiếp đối, khi mà còn tâm của chúng ta chưa chứng được Niết Bàn, chưa chứng được A-la-hán quả, chưa tận diệt được vô minh, thì chúng lại tiếp đối một cái danh sắc, một cái ngũ uẩn mới. Như vậy thì ngũ uẩn này nó có duyên để nghe pháp, để nó tiếp đối cho một cái ngũ uẩn khác giác ngộ. Chứ không có một cái tôi, cái của tôi nào ở đây hết á. Tại sao chúng ta học giáo pháp về vô ngã mà hàng ngày chúng ta cứ không hiểu được nó, chúng ta cứ chấp ngã. Chúng ta bị ngôn từ. Chúng ta làm cái gì cũng bị ý niệm về ngã nó chói cột hết. Thì lấy đâu mà có ba la mật, lấy đâu mà có tứ niệm xứ được. Đúng không? Lấy đâu mà có đức hạnh được. Ở khi nào mà chúng ta hiểu được chánh pháp của Đức Phật, một người quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, thì chúng ta biết là quy y ở đây chính là chúng ta đã biết rõ được ân đức của Đức Phật, và chúng ta đã dần thẩm nghiệm được chánh pháp. Và chúng ta thấy rõ được cái ân đức hạnh của chư tăng, của giới hạnh. Và chúng ta thành tựu cái giới hạnh, hạnh thành đó với ngũ giới đó. Và phá hủy được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Thì đó là một cái loại hương đặc biệt mà nó xông thấu cả mười phương thế giới cho đến A-la-hán. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc,
Chư Dạ Xoa Long Vương Càng Thác Bà. Chư Dạ Xoa Long Vương Càng Thác Bà, xuất sanh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả các quý cô tu nữ cùng tất cả chư Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm giữ chi được các pháp và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống của mình. Phước lành này có nguyện là nhân là duyên, thành tựu ba năm mật tinh tấn học hiểu diệu pháp của Đức Thế Tôn, thông hiểu lời dạy của ngài và chứng đắc tứ thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp này. Vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bụt Tha. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhận chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Havatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddha sapa thamma sapa sangha nupavena sada suthi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đề quá ta, sanh tí, vi hà ra qua, si ni, thu bê gà rê, bồ thi gà rê, ta hình, ta hình. Ta tham ma đa đề na pa văn tu vô chi ta. So thiên ca ron trì tha vi hà ra măng na lê. Thế ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô. Sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra. Sa pa na bồ ta su chi ta ma văn tu tê. Cha na mu cha ye pi cha an na sam ba wa sam se na cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang ba ti cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha bod ka la sang cô hộ tu sa mắc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha am hê ra khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thầm ma cha ri nô phút thêm sâm pha phu ni ya ma thầm ma ri ya ba về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào râm nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.